Bác được đem xe lên gọn núi ra quá phê. Bên này là nương ngô rồi, đỉnh thâu đồi thâu, bên này là lúa, bên này thì là chè. Cách đây 3 năm là mình phi xe máy lên đây, hôm nay có đủ sức khỏe để phi xe đạp lên đây. Đấy kia là thị trấn nông trường, bé xíu xíu. Đây là đỉnh dốc trường đi đầu kia, ở chỗ này là mình đạp vào đường, đi cái đường nhỏ nhỏ ngoằn nghèo. Ta thở phút rồi vẫn tim đập rộn ràng. Trừ cái loa thị trấn thì lũ ở đây chơi này, chim kêu này, dế kêu râm ra khắp nơi, gió thổi rì rào. Cảnh núi rừng quá tuyệt vời, âm thanh của tự nhiên, mấy cái ông loa tuyên truyền kia, 5 giờ là nó bật rồi, làm gì có ai nghe mà cứ bật. Giờ nhà ai cũng có tivi. Đầu đĩa thích thì bật nghe mình, bật nghe, bật thế này ô nhiễm hết cả âm thanh xã hội. Tự nhiên quá tuyệt vời. Thôi mơn man rừng thông thì rì rào, xa xa dưới kia là thị trấn. Chắc là sẽ cố gắng nghỉ hưu sớm, làm cái nhà nho nhỏ ở giữa thiên nhiên. Giờ ăn thì bữa có bát cơm, đĩa rau,
trứng hay là tí thịt, thậm chí là nhiều hôm là ăn chay luôn. Quần áo thì có sao mặc vậy, không có nhu cầu ăn ngon mặc đẹp nữa. Nhìn những đám mây bay bay nhẹ nhàng đó thôi, thích thế. Cuộc sống này cần gì nhiều, bon chen gì nhiều. Là một cái nhà có điện, có nước, thế thôi. Khoản lương hưu tháng tầm 4 đến 5 triệu. Tại sao mà cứ bon chen đi làm đến 6-70 tuổi làm gì, tận hưởng cuộc sống. Không cần đi đâu xa, thiên nhiên ở ngoài quanh ta. Thấy cuộc sống hối hả quá. Thiên nhiên tươi đẹp quanh ta. Tưởng tượng chỗ này mà 25-30 năm trước thì chắc là tùm. Giờ còn được mấy cây thông và những cây bụi bụi. Còn đâu là con người phá hết. Đạp về nhà hái rau. Đưa bé Su Su đi học. Nhà to quá, nghĩ lại em chả để làm gì. Bán đi mua cái nhà bé bé, có thời gian chơi với con nhiều hơn. Có thể là ngày nghỉ là ngày bình thường thôi, đưa con leo lên những chỗ như này, là đi thác này, hai ba con leo, còn kệ cho mẹ nó thích làm gì làm. Nghĩ thôi đã thấy vui mà phải làm được, còn không làm được thì nói chỉ là vô nghĩa. Ví dụ hai ba con chinh phục cái đỉnh núi vừa vừa, cái núi thông kia thôi, chui lên đấy mang ít bánh mì, nước suối đi, thế là hết một ngày. Đâu xa xa thì đi xe máy hoặc xe đạp. Nghĩ cuộc sống đơn giản khỏe. Giờ ăn gì nhiều, mặc cũng không cần nhiều. Wow, xa xa kia núi non trùng điệp, thích thế. Hôm nay thời tiết âm u rất mát mẻ. Tự kỷ trên ngọn núi, người ta nhìn thấy chắc là tưởng điên, vác xe đạp đây ngọn núi này, đạp vào đây đã hơi điên điên này, vác xe đạp đây kìa. Thôi xin chào mọi người, về thôi. Cuộc sống hối hả vẫn đang chờ ta, mà ta thì đang chán rồi, chỉ thích chơi thôi.
nhìn mây mù bay hững hờ. Muốn lên được đỉnh núi kia nhỏ nhỏ kia, vác xe đi qua thôi. Ruộng ngô, may là ngô đang thấp thấp nhưng mà đã ra bắp rồi. Các trên này đất sỏi đá ít chất. Cái ngô mà cao quá vác vào đây ảnh hưởng đến ngô, người ta chỉ chết. Bây giờ đường đường đấy rồi. Sau này là quả đồi thông hai mộ. Cái thông rồi thì rào dây kêu chim hót. Nhất cái loại tuyên truyền à, những cái vớ vẩn à, mang bia lên đây, bia thuốc đậu phộng. Ví dụ mà nghỉ hưu rồi leo lên ngọn núi này dọn rác, tận hưởng cuộc sống ở trên này, tưởng nhẹ nhàng. Cái thông đẹp như này phá để lấy một cái gỗ kìa, cái gỗ quăn keo quăn keo, biết là về làm được cái gì. Cái thông này bao nhiêu năm mới lên được đẹp như này. Con người đúng là tàn ác và ngu xuẩn. Mình cũng là người, mình cũng có sự tàn ác ở trong đây. Tham vô bờ bến, cái gì đẹp nhất của tự nhiên, của thiên nhiên muốn mang về nhà mình, làm đẹp cho nhà mình. Thế giờ chết lại ra đi với hai bàn tay trắng. Giờ đến tuổi này mới nhận thấy cuộc sống không cần cao sang gì cả, đủ ăn đủ mặc. Mà tất nhiên là cũng may mắn là không có bệnh tật gì, tích lũy ít để chữa bệnh nếu mà già. Nhưng mà nếu mà cứ hòa mình vào thiên nhiên
thể dục thể thao này thì chắc là cũng đỡ bệnh tật hơn. Mà nó là quy luật của tự nhiên rồi, sinh lão bệnh tử. Trên này chậm về. Đường đạp về đây này. Đường này đạp này. Khéo. Vé tí á. Cái này đang dễ đi nha, đoạn dốc dốc trước mặt đây một xíu. Bỏ điện thoại thôi, đổ đèo rồi, xong xuống dưới kia đổ quả dốc chừng đi nữa là tuyệt vời. Mình xe máy thì không đam mê tốc độ, ô tô cũng thế, nhưng mà đi xe đạp lại rất đam mê về tốc độ. Đạp à.